Mặc dù có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng anh ấy luôn tràn đầy sức mạnh. Tính đến nay thì anh ấy đã từng học hơn 10 môn thể thao rồi. Vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn. Chúng ta cùng nhau lắng nghe những trải nghiệm của anh ấy nhé. Xin chào anh, mời anh giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là Ryu Eusung, năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi. Tôi là một công dân lao động bình thường. Tôi thích tu hành và tu thiền. Bởi vì có một vóc dáng thấp bé, nên tôi đã tập thể thao để khắc phục sự thiếu tự tin của mình. Trong cuộc sống thì có rất nhiều phương thức để xả stress. Tôi thấy rằng tập thể thao và tu thiền là phương pháp khá tốt cho điều này. Nhưng tôi thì lại thích xả stress bằng võ thuật. Những giải thưởng và những huy chương giành được trong nhiều trận thi đấu chính là thành quả nỗ lực luyện tập trong suốt hơn 10 năm qua của anh ấy. Anh đã bắt đầu luyện tập bát quái nội công từ khi nào? Vào khoảng tháng 2 năm nay, tôi đã bị thương rất nặng khi đang chuẩn bị cho một trận thi đấu. Lúc đó, khớp xương bên chân trái của tôi bị thương do va đập. Ban đầu chỉ thấy hơi đau một chút. Vì trước đó tôi bị chấn thương thể thao, phải đi khám hoặc phải phẫu thuật rất nhiều lần rồi, nhưng tôi lại không quan tâm đến điều này. Mặc dù tôi đã dùng cao dán suốt một tuần liền, nhưng nó vẫn không thuyên giảm. Đi bệnh viện khám thì họ chẩn đoán là tôi bị thoái hóa khớp ở cuối giai đoạn 3. Bác sĩ nói là với tình trạng đó của tôi thì về sau tuyệt đối không được tập thể thao. Thoái hóa khớp là bệnh lý về khớp do khoảng cách đầu xương hẹp lại, các khớp xương cọ sát vào nhau, ma sát nhiều, gây đau và khó có thể vận động bình thường. Nếu mà tôi không uống thuốc chống viêm, sẽ đau đến mức không đi lại được. Ngay cả những khi ngồi mà cử động cơ thể một chút cũng sẽ đau đớn vô cùng. Điều này khiến cho tôi vô cùng khó chịu, thậm chí là tôi đã nghĩ đến việc loại bỏ cái chân này đi. Tôi đã đi khám ở hơn 10 bệnh viện và đã thử rất nhiều phương pháp rồi. Tôi nghe nói là nếu dùng khớp nhân tạo thì tuổi thọ của nó được khoảng 15 năm. Vì vậy, trước khi phẫu thuật, tôi vẫn phải chịu đau. Mọi người khuyên tôi là nếu không chịu được đau thì hãy phẫu thuật. Mặc dù phải phẫu thuật để thay khớp nhân tạo vì các cơn đau luôn rất dữ dội, nhưng anh ấy không muốn phẫu thuật. Tôi đã từng phải phẫu thuật vì bị rách đứt dây chằng ngón tay cái trong lúc chơi thể thao. Những ai đã từng phẫu thuật sẽ biết điều này. Hôm đó, tôi nằm trên giường bệnh để cho y tá đẩy tôi vào phòng mổ. Cảm giác nhìn lên trần nhà khi mà nằm trên giường bệnh đang di chuyển thật là thống khổ. Chỉ là một ca phẫu thuật dây chằng. Nhưng cảm giác đó đã khiến cho tôi vô cùng thống khổ. Tôi là người chỉ cần chơi thể thao là sẽ giảm được căng thẳng. Tôi đã hy vọng rằng sẽ có giải pháp cho mình, nhưng tất cả đều không thích hợp với tôi. Vì vậy, tôi lên mạng tìm thì thấy có một phương pháp tu hành bằng cách đi bộ vòng quanh cây. Phương pháp này vừa có thể đi bộ, đồng thời cũng có thể tu hành. Sau khi đọc phần giới thiệu thì tôi thấy đó chính là phương pháp mình cần. Vì vậy, tôi bắt đầu hứng thú với môn bát quái nội công. Và rồi, mối nhân duyên với bát quái nội công cũng được bắt đầu từ đó. Với sự tha thiết hy vọng rằng, hàng ngày đều được tự do tập luyện thể thao như trước. Sau khi tu tập bát quái nội công được khoảng một tháng thì tâm trạng của tôi bắt đầu bình tĩnh hơn. Trước đó, tôi không thể nào hiểu nổi là tại sao mình lại mắc phải căn bệnh này khi mới 40 tuổi. Mọi người đều có thể chơi thể thao mà tại sao tôi lại ra nông nỗi này? Có lẽ nào là do kiếp trước tôi đã phạm tội? Tôi ghét bản thân vô cùng vì tại sao mình lại phải chịu đựng những mối khổ như vậy? Sau khi luyện tập được khoảng một tháng, tôi bắt đầu nhận ra rằng có lẽ đây là những gì mà mình buộc phải trải nghiệm. Tôi đã biết chấp nhận tất cả và đó cũng chính là cách để chữa lành. Đây là sự thay đổi đầu tiên của tôi. Có những người thì được cải thiện sau 100 ngày hoặc là sau 108 ngày tập luyện. Tập đến ngày thứ 90 thì tôi bắt đầu thấy phấn khích vì mình đã gần đến mốc thời gian đó. Tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày một và nghĩ rằng mình sẽ sớm được phục hồi. Thế nhưng, đã đến ngày thứ 100 rồi mà tôi vẫn chưa khỏi. Lẽ nào tôi lại bị lừa hay sao? Không phải, tôi vẫn còn 8 ngày nữa. Trong khoảng thời gian chờ đến ngày thứ 108, tôi vẫn tiếp tục luyện tập bát quái nội công mà không bỏ một ngày nào. Trong lúc tập luyện, tôi thầm nghĩ, tông sư ơi, con phải làm sao đây? Xin thầy cho con sớm được bình phục à? Lòng anh ấy rối bời trong sự đau khổ và với mơ ước được bình phục nhanh chóng. Thế rồi, sự thay đổi cũng dần dần xuất hiện. Trước khi đi bộ bát quái nội công, tôi vẫn phải dùng thuốc. Nhưng dần dần, số lần uống thuốc đã giảm đi rõ rệt. Có thể nói là tốc độ phục hồi của tôi đã bắt đầu tăng mạnh. Bây giờ thì tôi không cần uống thuốc chống viêm mà vẫn có thể đi lại được. Đây là điều mà tôi vô cùng biết ơn. Có những khi tôi cảm thấy như là mình chưa từng bị bệnh vậy. Trước kia tôi không thể cúi xuống để rửa chân vì khớp xương quá đau. Nhưng bây giờ thì tôi có thể nằm dạp xuống đất, có thể cúi lưng và cũng có thể nâng chân lên ở một độ cao nhất định. Dần dần tôi không thấy đau nữa. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Đối với tôi mà nói thì việc nhấc được chân lên là một sự thay đổi rất lớn. Cho đến nay thì anh đã luyện tập bát quái nội công được bao lâu rồi? Tính đến nay tôi đã tập được 199 ngày rồi. Anh nhớ rõ thật đấy. Đương nhiên là tôi nhớ rồi. Mục tiêu đầu tiên của tôi là sẽ tập luyện 1.000 ngày mà không bỏ ngày nào. Tôi sẽ giới thiệu môn này cho những người xung quanh tôi. Tôi định là sau này, khi nghỉ thi đấu, sẽ chia sẻ cách tu tập bát quái nội công cho nhiều người hơn nữa. Đến khi đó, chắc là tôi đã khỏi hẳn rồi. Mục tiêu của tôi là sức khỏe hồi phục hoàn toàn.